Ok, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại channel của mình Đức Chiến X. Thì hôm nay là ngày mùng 1 thì mình cũng chúc anh em năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong công danh sự nghiệp nhá. Thì hôm nay mình có làm cơm nhưng mà thiếu cái bây giờ mình đang thiếu nước nên là mình đi ra GS25 để đổi nước. Cái app ngày trước mình có hướng dẫn anh em là cái app đổi nước mà miễn phí không mất tiền ấy. Thì là bây giờ mình sẽ đi đổi cái nước bằng cái app đấy. Tiện thể mình sẽ làm một con lô đầu năm, lô tô của Hàn Quốc đầu năm cho nó lấy may mắn anh em nhé. Em hãy đưa điện thoại anh đây anh em này, cái app mà ngày trước mình có hướng dẫn anh em này. Đây anh em này. Hơi tối nhỉ, anh cho sáng hết cỡ, sáng hết cỡ rồi mà. Chắc ở ngoài đường nó tối. Đây anh em này. Cái chạy bộ này mà được đổi được nước và đồ ăn miễn phí ở Hàn Quốc. Cái này thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Nếu mà anh em nào chưa biết cách cài và biết cách ấy thì anh em xem lại cái clip mình đã làm. Mình sẽ để link ở phần mô tả của video anh em nhé. Đó. Đây anh em. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi đến cửa hàng GS25 nha anh em nha. Đây. Đây. Anh em sẽ vào cái cửa hàng tiện lợi GS25 này. Hoặc là cửa hàng CU nhá. Tùy anh em chọn cái nó là cái gì. Rồi, mình sẽ đi vào GS25 này. Ok anh em. Đến cái khu nước ở bên đây. Đây anh em này, mình sẽ tìm cái chai nước của mình. Đây cái chai ấy này, chai nho này đúng không? Chai cola, đây Pepsi cola bên đây này. Phải không sáng? Đây, lấy cái chai cola này. Đây cái chai cola này. Vậy mình có chích một chai cola này anh em này. Thì mình đang bắt đầu chọn nước nho này. Mình tìm tiếp nước khác nhé. Cái nước nho mình sẽ ấn vào đấy. Ấn cái màu vàng này anh em này. Đó, anh em nhập mã vào. Sẽ làm một cái danh sách này, tí anh em sẽ ra thích mã anh em nhé. Rồi mình sẽ mua một cái chai nước can này. Anh em lưu ý là vừa xem này vừa check lại nha, bởi vì có cái hai cái có một số cái nước là giống nhau á. Rồi mình sẽ chọn nước can này để và tiếp tục nhập mã vào. Rồi mình sẽ bỏ nó vào giỏ, tí ra mình sẽ thanh toán. Hiện tại thì mình còn thừa cái gì đấy, 5.000 cái gì thì mình sẽ mua thêm một cái nước nữa để xem có nước gì để mua không. Đây mình sẽ mua một cái Pepsi này nha anh em nhé.
lốt Pepsi rồi thôi. Mười mấy nghìn của mình tự nhiên tiêu tiêu tán hết rồi. Anh em có thể thấy này, cái ứng dụng mà đi bộ này nó sẽ giúp anh em đổi được rất nhiều nước, mà công sức mình đi bộ thì sẽ được đổi để đáp bằng nước này miễn phí hoàn toàn anh em nhé. Đó, mình bây giờ mình sẽ đi thanh toán anh em nhé. Này. Cái này khác mà. Em lưu ý nó phải bật sáng màn hình nha, bởi vì nhiều khi nó cái máy chích của nó không chích tới. Okay, anh em đây là đã mua được nước rồi, bây giờ mình sẽ đi con lô tô đầu năm nhé. Đây cho em người ta nhìn. Cái gì mà ta nhìn? Tô vào 6 số. Okay, mình sẽ đi con lô tô này. Em quay anh không đi cái. Tí em đi sau. Anh không, em có đọc tiền nó số mà. Theo số đây 1, 12, 13. Số ở đây là mình sẽ ghi ở đây 19. Điền có số là mình sẽ ghi 23. Một số cuối cùng mình sẽ 2, 4, 5, 6 đi. Còn những số này mình sẽ tự ghi nhé. Tháng sinh của mình, ngày sinh này, tháng sinh của người yêu mình này, 24 này, thêm hai cái nữa. Thân thể lớn, 39 này, 23. Ok, những cái số khác mình sẽ tự tiếp. Ok anh em, thì mình vừa mới ghi xong cái lô tô này, và đó là con đống nước này, em quay nước này. Đây, em đổ là một đống nước này, em thấy không? Cái nước này không mất tiền, còn cái lô tô này ấy, thì em đánh ở Hàn Quốc thì nó sẽ mất 5.000 nhá anh em nhá. 5.000 đánh giống như là Vietlott ở Việt Nam ấy. Ok, thế đây là mình đã hướng dẫn anh em cái cách đổi nước. Còn anh em nào mà chưa biết cài ứng dụng hoặc là ấy thì anh em sẽ xem lại clip của mình nhá, xem lại clip ở cái phần dưới link mô tả của mình nhé. Ngoài ra anh em ủng hộ mình thì bằng cách like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của mình nha. Xin chào.